Xin chào mừng quý vị đến với buổi thứ năm. Chúng ta đang gặp nhau ở buổi thứ năm. Chúng ta đã thảo luận về nhiều điều, nhưng trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự thật hay là niềm tin. Chúng ta đã đề cập đến nhiều vấn đề. Trong buổi thứ nhất, chúng ta đã nói rằng cả sáng tạo và tiến hóa đều là gì? Chúng đều là tôn giáo. Buổi thứ nhì, chúng ta nói rằng trái đất không có tuổi lâu đời. Trái đất còn rất trẻ. Trong buổi thứ ba, chúng ta đã nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trái đất, thì Ngài nói gì? Ban đầu Chúa dựng nên mọi vật, thì điều đó là rất tốt lành. Và rồi buổi thứ tư, chúng ta đã nói rằng khủng long không sống hàng triệu năm trước. Chúng vẫn luôn sống với ai? Vâng, chúng luôn sống cùng với con người. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về sự thật với niềm tin. Tôi không muốn làm cho quý vị sợ. Tôi có nhiều quyển sách giáo khoa ở đây bởi vì tôi thích khoa học. Chúng tôi thật sự thu thập rất nhiều sách giáo khoa khoa học. Đây chỉ là một số bộ sưu tập sách giáo khoa khoa học của chúng tôi. Chúng tôi khá lập dị ư? Không vấn đề gì. Nhưng tôi mời quý vị nhìn bức hình này và cho tôi biết quý vị thấy gì. Những vị khán giả đang xem trước màn ảnh nhỏ thì hãy cũng chú ý và hãy cho tôi biết quý vị thấy gì ở đây nhé. Bao nhiêu người thấy hình một bà già? Bao nhiêu người thấy một phụ nữ trẻ? Bao nhiêu người thấy cả hai? Khá là khó hiểu đây. Thử tiếp tục bức hình này, đây là gì? Ai trả lời sớm sẽ được phần thưởng. Những người già, chắc chứ? Đây không phải là hai người Mexico sao? Có lẽ là hai người Mexico. Một người đang chơi guitar, thấy không? Đó là người ở bên nào? À, tất cả những điều này đều tùy thuộc vào cách nhìn của quý vị, đúng không? Tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn đó. Còn cái cầu thang này nằm ngửa hay nằm ấp? Quý vị nghĩ gì? Nó nằm ngửa hay nó nằm ấp nào? Cả hai điều này đều tùy vào cách nhìn của quý vị, phải không? Còn bức hình này, quý vị thấy gì? Bao nhiêu người nhìn ra nó là một con thỏ? Bao nhiêu người nhìn thấy nó là một con vịt? Bao nhiêu người thấy cả hai? Thật sự, mọi thứ đều dựa vào cách nhìn của chúng ta. Chúng ta dựa vào đó để thấy chính xác điều mà chúng ta sẽ thấy. Chúng ta đều yêu thích khoa học. Chúng ta thật sự như vậy. Khi tôi còn đi học, tôi được điểm D cộng trong môn khoa học. Tôi học cũng được đấy. Và tôi thích môn khoa học. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận ra rằng có nhiều niềm tin đã len vào sách giáo khoa khoa học và chúng ta không muốn có tôn giáo trong trường, phải không? Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ niềm tin ra khỏi sách khoa học. Hãy nhìn vào bức hình này. Đây là bức hình về dãy núi Grand Canyon. Rất tuyệt. Rõ ràng là Grand Canyon là một khối đá hình cầu 3 chiều khổng lồ. Nhưng tôi muốn hỏi quý vị, làm sao mà Grand Canyon hình thành được ở đó? Quyển sách giáo khoa này nói rằng hàng triệu năm trước, dòng sông Colorado tạo nên rặng Grand Canyon từ đá cứng. Khoan đã. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này một chút. Có thật sự là Grand Canyon tồn tại như vậy không? Ai sẽ tranh luận với sự thật này? Grand Canyon là một khối đá hình cầu 3 chiều khổng lồ, nhưng làm sao nó hình thành như vậy? Bây giờ, chúng ta có một cách lý giải theo thuyết tiến hóa và tạo hóa. Người theo tiến hóa thì nói rằng khối đá đó hình thành chậm rãi bởi nước qua nhiều năm khác nhau. Người theo tạo hóa thì nói rằng không, khối đá đó hình thành rất nhanh nhờ nước và tốn rất ít thời gian để tồn tại ở đó. Ở đây chúng ta có một sự thật qua hai cách lý giải khác nhau về nó. Vấn đề là, những người theo tiến hóa nhiều lần đã gộp chung sự thật thực sự với lại sự lý giải dựa trên niềm tin của họ về sự thật đó. Một ví dụ khác, trái đất ngày nay có những lớp đá trầm tích. Sẽ không ai tranh cãi với điều đó. Nhưng làm sao có những lớp trầm tích đó? Nhà tiến hóa nói rằng các lớp trầm tích đó hình thành chậm rãi qua hàng triệu năm. Nhà sáng tạo nói rằng chúng xuất hiện rất nhanh trong cơn lục thời Noe. Vậy cái nào đúng? Đây là điều mà chúng ta phải xem xét được chứ. Những người theo tiến hóa luôn cố gắng xóa bỏ làng ranh giữa sự thật thực sự và vấn đề thông giải về sự thật. Họ đã muốn khiến điều đó trở thành sự thông giải sự thật của họ. Rằng đó là một phần của sự thật. Trong khi thực tế lại không phải là như vậy. Vì vậy, đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cùng xem xét một số điều tiếp theo. Hãy xem phần nổi bật trong sách giáo khoa.
Sông Colorado đã cắt xuyên qua lớp đá hàng triệu năm. Khoan khoan đã. Đó là sự thật chăng? Hay đó là một sự lý giải sự thật? Đó là một cách phát biểu dựa trên niềm tin chăng? Đó là một câu phát biểu dựa trên niềm tin. Chúng tôi đã thực hiện một video clip về giây phút sáng tạo đối với dãy Grand Canyon. Clip này thật sự rất hay, xin hãy xem qua. Xin chào mừng quý vị đến với giây phút sáng tạo. Tôi là Eric Hovind. Rặng núi đá Grand Canyon dài 446 km, rộng từ 16 đến 29 km và sâu gần 2 km. Thật ấn tượng. Ở dưới đáy của nó là dòng sông Colorado. Theo các nhà khoa học, họ cho rằng sông Colorado hình thành nên dãy Grand Canyon qua hàng triệu năm. Nhưng hãy xem những sự thật này để thấy được từ một góc độ khác. Con sông này ở cuối dãy Grand Canyon, cao gần 550m so với mực nước biển. Ở đoạn chảy vào rặng Canyon thì cao hơn 850m so với mực nước biển. Và độ cao tại đỉnh của dãy Grand Canyon là hơn 210m. Phải chăng con sông này chảy trên đó trong hàng triệu năm để bào mòn và tạo ra dãy Grand Canyon? Hay có thể nào dãy Grand Canyon là kết quả của trận lụt thời Noe? Để biết thêm thông tin về sự sáng tạo, hãy truy cập trang web của chúng tôi. Có phải là sông Colorado hình thành nên dãy Grand Canyon không? Không, không phải như vậy. Có một số điểm mà quý vị phải xem xét về dãy Grand Canyon. Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng đỉnh của dãy Grand Canyon cao hơn đáy của nó. Bao nhiêu người đã hiểu điều này rồi? Tốt lắm. Thứ nhì, tôi nghĩ điều mà quý vị phải ghi nhớ là con sông này chảy xuyên qua đáy của dãy núi đó. Quý vị đã hiểu được điều đó chứ? Được rồi, quý vị không cần phải suy nghĩ gì nữa. Đỉnh của dãy Grand Canyon cao hơn nơi mà con sông đã chảy vào dãy Grand Canyon khoảng 1.220m. Những con sông chẳng bao giờ chảy ngược lên cao cả. Con sông đó không hình thành nên dãy Grand Canyon. Thật không khả thi. Sông Colorado không thể nào hình thành nên dãy Grand Canyon. Vậy mà ở đây họ lại nói rằng con sông này đã hình thành nên Grand Canyon, cắt xuyên qua các lớp đá trong hàng triệu năm. Đây là một sự thật hay là một phát ngôn dựa trên niềm tin? Nó là một phát ngôn dựa trên niềm tin. Và chúng ta không muốn có phát ngôn đó trong sách, đúng không? Chúng ta sẽ xé bỏ nó. Chắc chắn là chúng ta không muốn thấy nó trong sách giáo khoa. Chúng ta cùng xem đến một điều khác, bởi vì điều vừa rồi hoàn toàn dựa vào niềm tin. Cái trụ địa chất này thì sao? Quý vị chưa bao giờ nghe nói đến một cái trụ địa chất phải không? Ở đây quý vị thấy những lớp trầm tích. Chúng thuộc các kỷ phấn trắng, kỷ Jura. Quý vị có những lớp khác nhau. Các lớp này nằm trên các lớp đá. Chúng có tuổi khác nhau chăng? Vào đầu những năm 1800, mỗi lớp đá được người ta đặt cho một cái tên, xác định niên đại và phân loại hóa thạch. Họ nghĩ rằng họ biết lớp này có niên đại bao nhiêu năm trước khi phương pháp động vị carbon được hình thành. Trong những năm 1800 này, họ đi tiên phong và đặt tên cho lớp đất và xác định niên đại. Quý vị phải hiểu rằng trụ địa chất là một kinh thánh đối với các nhà tiến hóa, và nó chỉ có thể được tìm thấy tại một nơi duy nhất trên toàn thế giới. Chỉ có một nơi trên toàn thế giới mà quý vị có thể tìm được nó. Đoán xem, ở đâu? Trong sách giáo khoa này. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà quý vị có thể tìm thấy cột địa chất. Nó chẳng tồn tại ở bất cứ nơi nào khác. Sách giáo khoa này thừa nhận, nếu có cột trầm tích, thật không may là không có cột nào cả. Họ thừa nhận rằng không có chứng cứ đó. Quý vị thật sự không có thứ gì được gọi là cột địa chất cả. Nếu cột này có tồn tại, thì nó hẳn đã dày 160 km. Vì vậy, cột địa chất là một sự thật hay một niềm tin? Nó là niềm tin. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần loại bỏ ra. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Còn cái này thì sao? Trái đất có các lớp đất bên dưới. Không ai nghi vấn về điều này cả. Nhưng phải chăng các lớp này có tuổi thọ khác nhau? Nếu mỗi lớp được hình thành chậm rãi qua hàng triệu năm, thì quý vị có muốn thấy những dấu hiệu bào mòn giữa các lớp đó không? Nhưng chúng ta không thấy gì. Chúng ta chẳng thấy gì ngoài các lớp phẳng lì đó. Họ cho chúng ta biết rằng các lớp này có tuổi thọ khác nhau. Quý vị thấy là chúng có tuổi thọ 100 triệu năm, 200 triệu năm, 300 triệu năm, 400 triệu năm. Vấn đề là họ đã phát hiện ra các địa tầng hóa thạch. Những cái cây hóa thạch nằm chồng lên nhau trong một lớp địa chất khác nhau. Quý vị thấy có một cái cây nằm thẳng đứng xuyên qua các lớp địa chất khác nhau phải không? Có thể nào chúng có tuổi hàng triệu năm khác nhau không? Không, không thể vậy. Đây là một cái cây hóa thạch đứng thẳng trên đất tại công viên quốc gia Yellowstone. Quý vị đã từng thấy cái cây hóa thạch này bao giờ chưa?
Chúng thật sự được hình thành từ đá và dừng thẳng đứng trên đất. Không, điều đó không xảy ra, đúng không? Những hóa thạch này cho chúng ta biết rằng các lớp đó không có niên đại khác nhau. Đôi khi quý vị phải hiểu điều này khi quý vị phát hiện ra những cái cây nằm úp ngược vào những lớp đất khác nhau. Bao nhiêu người đã thấy một trong những cái cây đó mọc bên ngoài, những cái cây có rễ mọc trên đất, quý vị phải đào xuống để lấy được trái táo. Thật kỳ lạ. Không vấn đề gì cả. Một cơn đại hồng thủy sẽ giải thích cho điều đó. Nhưng những lớp đất đó không có niên đại khác nhau. Quý vị muốn họ nói, và họ nói với chúng ta rằng tất cả những lớp đất đó đều có niên đại khác biệt. Nhưng đó là dựa trên sự thật hay là dựa trên niềm tin? Điều đó dựa trên niềm tin. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần loại bỏ nó ra khỏi sách giáo khoa. Và chúng ta không muốn thấy nó ở trong đó. Không bao giờ. Hãy xem điều này. Nếu quý vị hỏi một nhà tiến hóa, ông có thể cho tôi biết lớp đá đó có niên đại bao nhiêu năm không? Ông ta trả lời, đó là một câu hỏi hay. Chúng tôi có thể cho anh biết tuổi của lớp đá đó dựa trên những hóa thạch được tìm thấy trong đó. Thật ra là những điều đó đã nói lên rồi. Chúng tôi xác định niên đại của các lớp đất dựa trên hóa thạch. Rồi quý vị hỏi, khoan đã, thế thì làm sao ông biết tuổi của mẫu hóa thạch? Họ sẽ trả lời, ồ, chúng tôi biết tuổi của mẫu hóa thạch dựa trên các lớp đá được phát hiện. Khoan đã, ông biết tuổi của lớp đá dựa trên mẫu hóa thạch và ông biết tuổi của mẫu hóa thạch dựa trên các lớp đá. Đó chẳng phải là lập luận xoay vòng sao? Thật đúng như vậy. Trong sách giáo khoa này, trang 306, họ xác định niên đại của đá bằng hóa thạch. Trang 307, họ xác định niên đại của mẫu hóa thạch dựa trên lớp đá. Sách này cho chúng ta biết rằng họ biết tất cả những điều đó là sao. Điều đó dựa trên sự thật hay niềm tin? Đó là dựa vào niềm tin. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta cần loại bỏ nó ra. Chúng ta không cần niềm tin trong sách giáo khoa. Được rồi, cái này thì sao? Họ nói rằng khủng long sống vào 70 triệu năm về trước. Quý vị sẽ tin là như vậy. Nhưng đó là sự thật hay là dựa vào niềm tin? Điều đó hoàn toàn được dựa vào niềm tin. Xin hãy để tôi giải thích. Trên trang đó có nói về những con khủng long. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng ta cần làm gì đối với những thông tin rằng khủng long sống hàng triệu năm trước? Chúng ta cần loại bỏ nó ngay. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Chúng ta không muốn như vậy. Nào, họ đã phát hiện ra xương khủng long cùng với vết máu còn tươi trong đó. Khủng long không sống hàng triệu năm trước. Họ phát hiện ra xương khủng long là những xương mà không bị hóa thạch. Chúng chưa chuyển hóa thành đá. Quý vị muốn tin rằng mấy con khủng long đó có tuổi 70 triệu năm ư? Đó là vấn đề. Tôi không tin là mấy con khủng long sống hàng triệu năm trước như vậy. Thú vị lắm. Vài năm trước, người ta tìm thấy xương khủng long còn mới và chưa bị hóa thạch. Họ chẳng bao giờ đặt câu hỏi về niên đại của những chiếc xương đó hay nói rằng có lẽ những con khủng long đó đã không sống hàng triệu năm trước. Họ chẳng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Thay vào đó, họ nói rằng có lẽ điều đó có nghĩa là sự hóa thạch diễn ra lâu hơn chúng ta tưởng. Họ đã bỏ sót toàn bộ điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là khủng long không sống vào hàng triệu năm trước. Charles Darwin, người mà chúng ta biết rằng ông đã đưa ra cái thuyết tiến hóa, dù là ông đã ăn cắp cái ý tưởng đó từ ông nội của ông ta. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận, ông đã đưa ra thuyết tiến hóa khi ông còn đang đi học tại trường Kinh Thánh. Ông ta đã nghỉ học trường đó và tham gia một chuyến hải trình trên tàu HMS Beagle, đi vòng quanh thế giới trong 5 năm. Một trong những nơi mà ông dừng lại trong hành trình của mình vòng quanh thế giới là hòn đảo Galapagos. Ở trên quần đảo Galapagos này, Darwin đã nhận ra rằng có rất nhiều giống chim sẻ ở tại đây. Và ông đã đếm được hết thảy 14 giống chim sẻ trên quần đảo đó. Và ông có một suy nghĩ. Ta sẽ khiến cho mọi người biết rằng tất cả những con chim sẻ đó có cùng một tổ tiên. Tôi cá là ông ta đã đoán như vậy. Tôi thậm chí có thể nói cho quý vị biết đó là con gì. Là một con chim sẻ. Nhưng Charlie đã nghĩ ra một ý kiến khác. Có lẽ chim sẻ và đại bàng có mối liên hệ với nhau. Có lẽ là con chim sẻ, đại bàng và giun đất có liên hệ với nhau. Có lẽ là chim sẻ, giun đất và mấy cái cây có liên hệ với nhau. Có lẽ tôi có liên hệ với loài cá. Sau đó trong quyển sách của ông ta, tác phẩm Nguồn gốc các loài, ông nói, thật là một sự thật tuyệt vời, rằng mọi loài thú và thực vật xuyên suốt thời gian và không gian phải có liên hệ với nhau. Ồ không, không. Đó là một sự thật hay là một niềm tin?
Đó thật sự là một câu nói mang đầy tính niềm tin. Chẳng có một bằng chứng nào cả về mối liên hệ giữa con người và thực vật hay động vật và thực vật. Chẳng hề có, dù là gì đi nữa. Vì vậy, chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng ta cần làm gì với điều đó? Chúng ta cần loại bỏ nó ra khỏi sách giáo khoa. Chắc chắn là chúng ta không muốn thấy niềm tin trong sách giáo khoa. Chúng ta phải bước ra khỏi điều đáng xấu hổ này. Bây giờ, Charles Darwin quan sát cái được gọi là tiến hóa vi mô. Vi mô có nghĩa là gì? Thôi nào, vi mô nghĩa là... Vâng, vi mô nghĩa là nhỏ hơn. Vì vậy, Charles Darwin quan sát tiến hóa vi mô. Chúng ta đã xem điều này ở buổi thứ nhất. Sau đó, ông ta nhảy đến kết luận rằng có lẽ mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Ông ta thấy chó sản sinh ra nhiều giống chó khác nhau, hoa hồng cho ra nhiều giống hoa hồng khác nhau, và ông ta nghĩ rằng có lẽ chúng đều có liên hệ, và tổ tiên chung của chúng chính là đá. Thôi nào, đây là cách mà họ định nghĩa tiến hóa trong sách giáo khoa. Tôi thích điều này. Họ làm rối trí bọn trẻ nhiều như họ có thể làm. Định nghĩa thứ nhất, tiến hóa bị thay đổi qua thời gian. Có phải đó là điều mà họ thực sự muốn nói? Sau đó định nghĩa thứ nhì nói rằng, không, tiến hóa là một sự thay đổi ở loài vật qua thời gian. Khoan đã, quý vị vừa mới đi qua hai giai đoạn tiến hóa. Quý vị có nhớ 6 kiểu tiến hóa mà chúng ta đã khám phá? Tiến hóa vũ trụ, tiến hóa hóa học, tiến hóa tinh tú và hành tinh, tiến hóa hữu cơ. Họ không đề cập đến những điều đó, đúng không? Có phải đây là một sự thay đổi trên loài vật qua thời gian? Định nghĩa thứ ba, tiến hóa có thể được xác định là một sự thay đổi trên các loài qua thời gian. Bây giờ thì quý vị sẽ nghi ngờ điều mà tôi tin. Chắc chắn vậy. Tiến hóa vi mô diễn ra, tôi có nhiều bằng chứng về điều đó. Nhưng họ nói rằng tiến hóa chỉ là một sự thay đổi qua thời gian. Đó là một sự thật hay là một niềm tin? Đó là niềm tin trong sách giáo khoa. Đây là vấn đề. Chúng ta làm gì với điều này? Chúng ta loại bỏ nó ra. Chúng ta hãy loại bỏ nó. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Đó là niềm tin trong sách giáo khoa. Đây là vấn đề. Ý nghĩa thật của sự tiến hóa đã xâm nhập vào bọn trẻ khi chúng được dán mác, được giáo dục. Và nếu một đứa trẻ phản đối về sự giảng dạy tiến hóa, kiểu như là, con không tin điều đó là đúng, thì sẽ có một sự khá là giễu cợt. Họ đáp rằng, em chẳng hiểu khoa học gì cả, em thật có vấn đề. Thật sự tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta đang phải đối diện. Chúng ta cần phải nắm lấy thực tế. Họ nói rằng, sự biến đổi gây ra tiến hóa. Biến đổi thật sự tạo nên tiến hóa chăng? Trong một quyển sách giáo khoa, họ phát biểu rằng, hãy xem tiến hóa phân kỳ này. Rồi họ chỉ ra một loạt các giống chó khác nhau. Quý vị biết gì không? Họ gọi đó là tiến hóa phân kỳ. Nhưng là đặt cho nó một cái tên tưởng tượng mà chẳng thay đổi được sự thật. Nó vẫn là một con chó mà, phải không? Và đó thật sự không phải là tiến hóa. Phân kỳ thật sự có xảy ra, rõ ràng như vậy. Và có nhiều giống bò khác nhau trên thế giới, nhiều giống ngựa khác nhau trên thế giới, nhiều giống chó khác nhau trên thế giới, nhiều giống mèo khác nhau trên thế giới, nhiều giống xuất hiện. Tuy nhiên, chúng không tạo nên tiến hóa. Sách này dạy rằng các giống khác nhau thật sự tạo nên tiến hóa. Các giống loài thật sự tạo nên tiến hóa. Điều đó dựa vào niềm tin hay chỉ là một sự thật? Đó là phát biểu dựa trên niềm tin, đúng không? Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần loại bỏ nó ra khỏi sách giáo khoa, bởi vì nó không liên quan gì với khoa học thực thụ cả. Tiến hóa dựa trên hai giả định sai lầm. Trước nhất, theo nhà tiến hóa, họ nói rằng đột biến thay đổi mọi thứ. Và rồi chọn lọc tự nhiên khiến cho sự thay đổi này xảy ra trên một diện rộng. Không gì có thể đi xa hơn khỏi sự thật. Đột biến có xảy ra không? Có. Đây là một con bò được đột biến. Nó có 5 chân. Và cái chân thứ 5 nó mọc ra ở phía lưng của nó. Nó là một dạng đột biến. Nhưng đó có phải là đột biến có ích không? Nó có giúp ích gì cho con bò không? Nó có thể chạy nhanh với cái chân thừa đó không? Không, nó chẳng giúp ích gì cả. Vậy nó không phải là đột biến có ích. Nó không giúp ích được gì. Đây là một con cừu lùn. Nó là một dạng đột biến, nhưng không phải là một đột biến có ích. Tại sao? Nếu con sói được theo chúng, thì con này là con đầu tiên sẽ bị bắt, vì nó không thể chạy nhanh được. Con sói mò đến chỗ đàn cừu, và chúng chạy trốn. Mấy con cừu ngoái đầu lại nhìn và nói, tội nghiệp, thằng nhỏ không thoát khỏi rồi. Vâng, nó không thể chạy nhanh hơn được. Tất nhiên là nó không thể làm được như vậy. Đây là một con rùa đột biến. Nó là con rùa đột biến, chứ không phải là ninja đâu. Chúng ta có một con rùa đột biến.
Họ cho rằng đột biến có ích tạo nên tiến hóa. Vấn đề là chẳng có một đột biến có ích nào cả. Hãy xem quyển sách giáo khoa này, các em học sinh. Họ nói rằng ruồi giống bình thường có 2 cánh. Con ruồi đột biến này có 4 cánh. Đây là đột biến hiếm. Hầu như nó rất có hại. Sau đó họ nói đột biến có ích là cơ chế thô dành cho chọn lọc tự nhiên. Thế thì tại sao họ không cho chúng ta ví dụ về đột biến có ích? Bởi vì chẳng có đột biến có ích nào cả. Sách giáo khoa dạy các em học sinh rằng đột biến có ích tạo ra tiến hóa. Đó là sự thật hay đó là câu phát biểu dựa trên niềm tin? Đó là phát biểu dựa trên niềm tin. Chúng ta không muốn thấy niềm tin trong sách giáo khoa. Chúng ta làm gì? Chúng ta loại bỏ nó. Vâng, chắc chắn chúng ta không muốn thấy niềm tin trong sách giáo khoa của chúng ta. Họ nói rằng chọn lọc tự nhiên gây ra tiến hóa. Không, không, không và không. Chọn lọc tự nhiên không thể khiến bất cứ điều gì xảy ra được. Chọn lọc tự nhiên chỉ có thể xảy ra trên các đặc tính sinh học đã tồn tại mà thôi. Nó không thể tạo nên thứ gì mới mẻ được. Chọn lọc tự nhiên không phải là một nhà sáng tạo kỳ diệu và bí ẩn nào đó mà có thể tạo nên một thứ mới mẻ cho chúng ta được. Họ nói với chúng ta rằng chọn lọc tự nhiên tạo nên tiến hóa. Đó là sự thật hay là điều mà họ tin? Đó là một câu nói dựa trên niềm tin, đúng không? Đó là câu nói dựa trên niềm tin. Chúng ta không muốn thấy nó trong sách giáo khoa. Chúng ta làm gì? Chúng ta cần loại bỏ nó ra khỏi sách. Mấy em nhỏ này có vẻ thích thú khi thấy tôi xé từng trang giấy ra khỏi sách giáo khoa. Xin đừng làm như vậy với sách của mấy em, bởi vì các em phải trả tiền để mua chúng. Dĩ nhiên đó là một câu nói dựa vào niềm tin. Quý vị phải đọc điều này. Họ nói với học sinh rằng hãy tư duy. Các em học sinh hãy tư duy. Quý vị có nghĩ rằng loài người vẫn tiến hóa không? Đó là kiểu câu hỏi gì vậy? Điều đó không phải là tư duy. Giống như là: này, anh đã ngưng đánh vợ anh chưa vậy? Hãy tư duy đi. Câu hỏi này giả lập rằng có một điều gì đó, đúng không? Ngày nay, trong sách giáo khoa, họ đang làm một công việc rất nguy hiểm, rằng họ kể cho bọn trẻ về điều mà chúng phải tư duy và lừa dối chúng hơn là dạy cho chúng cách tư duy. Trong chương tiến hóa của sách này, họ nói, chúng tôi có chứng cứ của tiến hóa từ cấu trúc được gọi là giải phẫu học so sánh. Giải phẫu học so sánh chứng minh cho tiến hóa. Bao nhiêu người thật sự đã học điều này? Giải phẫu học so sánh chứng minh cho tiến hóa. Đó là điều mà họ làm cho bọn trẻ. Họ trưng dẫn ra một loạt hình về các loài động vật khác nhau với 4 chi và cho thấy rằng các chi rất tương đồng với nhau. Họ nói, các em học sinh, có người có 2 xương cổ tay trên hay chi trước, gọi là xương quay và xương trụ. Con mèo có 2 xương cổ tay trên 2 chi trước của nó. Hãy đoán xem, họ gọi đó là gì? Xương trụ và xương quay. Các em học sinh, con cá voi có 2 xương cổ tay trên 2 chi trước của nó. Đoán xem, họ gọi đó là gì? Xương trụ và xương quay. Quý vị theo kịp không? Chúng đều có chung một tổ tiên. Tất cả tiến hóa từ cùng một thứ. Khoan đã. Đó có thể là chứng cứ của một nhà thiết kế tổng quát không? Điều đó sẽ tạo nên một chút ý nghĩa hơn là một tổ tiên chung chứ. Và nếu quý vị biết rằng hãng Ford và General Motors đều lắp 4 bánh xe lên các phương tiện mà họ sản xuất. Họ gọi chúng là gì? Vỏ bánh xe. Chứng tỏ là chúng tiến hóa từ hơn 20 triệu năm trước. Đó là một bằng chứng rõ ràng. Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Điều đó có trong giải phẫu học so sánh. Đó là bằng chứng của sự kiến thiết, chứ không phải chứng cớ tiến hóa. Quý vị thấy một điều trong sách, giải phẫu học so sánh cung cấp thêm chứng cứ về tiến hóa. Nhưng đó là sự thật hay niềm tin? Điều đó được dựa vào niềm tin. Chúng ta không muốn niềm tin trong sách giáo khoa, đúng không? Vậy chúng ta chắc chắn mình phải loại bỏ nó ra. Họ cũng nói rằng họ có chứng cứ từ sự phát triển. Chứng cứ từ sự phát triển. Họ cho rằng phôi thai con người nằm trong tử cung người mẹ phát triển qua các giai đoạn tiến hóa. Đầu tiên là con cá, rồi tới lưỡng cư, bò sát, rồi loài có vú, gọi tắt là FARM. Cá, lưỡng cư, bò sát và loài có vú. Quý vị có thể làm một câu đố từ những thứ này đó. Họ nói rằng phôi thai người trong tử cung người mẹ phát triển qua các giai đoạn khác nhau. Tôi không nghĩ như vậy. Quý vị biết đó. Darwin nói rằng sự tương đồng trong những giai đoạn ban đầu của sự phát triển trên các phôi thai khác nhau của nó. Chó, mèo, ngựa, con người, tất cả những thứ khác nhau.
Ông nói rằng đây là một chứng cứ hay, bởi vì chúng ta có cùng một tổ tiên. Đó là một sự tiến hóa. Sau đó ông ta nói rằng đây là loại tiến hóa đơn mạnh nhất của ông ta trong cái thuyết của ông ấy. Xin hãy nói rõ về điều này ở đây. Ernst Haeckel là người đưa ra khái niệm về phôi học. Ông nói rằng bước ngoặt của ông ấy trong tư duy chính là khi ông ấy đọc quyển Nguồn gốc các loài của Charles Darwin. Hay nhỉ? Trong sách đó thì Darwin viết rằng nếu tiến hóa là có thật thì sẽ có rất nhiều chứng cứ. 10 năm sau đó, chính xác là họ đã tìm ra được nhiều thứ. Vậy, Haeckel quyết định triển khai điều này một chút. Ông đã tạo nên một số chứng cứ. Ông lấy phôi thai một con chó được 4 tuần tuổi, một phôi thai người cũng 4 tuần tuổi, rồi ông vẽ ra cả hai hình thật giống nhau. Ông giả tạo trên các bức vẽ. Ông ấy làm như vậy với những con vật khác nhau, vẽ chúng cho thật giống. Rồi ông đem đây đó, thuyết phục mọi người tin rằng đó là tiến hóa qua các bức vẽ giả tạo đó. Wow. Quý vị biết gì không? Và năm sau đó, năm 1874, ông bị kết tội gian lận ngay tại trường đại học của ông. Tuy nhiên, quý vị biết điều gì vẫn còn trên sách giáo khoa không? Trong một số sách, chứ không phải là tất cả, nhưng một số sách này vẫn in những bức vẽ giả tạo của ông ta. Chúng vẫn còn tồn tại trong sách giáo khoa. Đó là chứng cứ của sự tiến hóa. Hãy xem quyển sách giáo khoa này. Nó nói rằng khoảng 7 tháng thì bào thai bên ngoài trông giống như một em bé bình thường, nhưng không phải vậy. Gì cơ? Không phải là một đứa trẻ 7 tháng tuổi sao? Hay là em của tôi được sanh vào lúc nó được 7 tháng tuổi? Quý vị hãy lại gần và nói với tôi vì sao đó không phải là một đứa bé. Đó là điều mà họ nói. Sách giáo khoa này nói rằng phôi thai người có mấy cái mang giống như cá. Mang giống như cá? Không đúng. Đó thật sự là những miếng da mà sau đó sẽ phát triển thành các phần của tai và cổ họng. Chúng không có liên quan gì đến tiến hóa. Không liên quan gì cả. Quý vị muốn tin rằng phôi học chính là bằng chứng tiến hóa. Tuy nhiên, nó là sự thật hay là phát biểu dựa trên niềm tin? Nó là lời phát biểu dựa trên niềm tin. Chúng ta sẽ làm gì với điều này? Chúng ta loại bỏ nó ra. Chúng ta không muốn thấy phôi học trong đó, bởi vì nó không phải là chứng cứ tiến hóa. Để tôi trình bày cho quý vị làm thế nào mà điều này đánh lừa chúng ta. Thật sự, họ lấy những điều đó từ những ghi chép của sinh viên ở một số nơi, rồi họ chỉ nói về điều đó một chút, không cho minh họa hình ảnh, nhưng họ đặt vào trong các đĩa CD và phần bài giảng của thầy cô, giáo viên để có thể chiếu cho bọn trẻ thấy. Điều đó không đúng theo như giáo khoa. Nhưng giáo viên vẫn có thể dạy sự giả dối về phôi học. Đó là một câu nói dựa trên niềm tin, nghĩa là như vậy. Vậy thì lý do vì sao họ giữ sự dối trá này trong sách giáo khoa? Rất đơn giản. Đó là một cách khoa học duy nhất để có thể biện hộ cho việc phá thai. Để nói rằng, đó chưa phải là con người. Không đúng. Ngay từ lúc thụ thai thì đã là một con người rồi. Đó là lúc hình thành nên một con người ngay từ khi thụ thai. Phá thai nó đơn giản chính là giết người, và họ giữ sự dối trá đó trong các sách giáo khoa để họ có thể biện hộ một cách khoa học cho hành động phá thai. Ồ, giai đoạn đó chỉ là con cá thôi mà, đừng lo. Đấy chẳng phải là một con người. Thật sự thì quý vị không giết người đâu. Kinh Thánh chép rằng, đáng đủ xả thay, kẻ nào nhận hối lộ đã giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp, Amen. Chính xác. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội. Hãy để cho tôi nói điều này. Ngày đoán xét đang đến gần đối với những người đó. Tôi đảm bảo vậy. Nó sẽ xảy ra. Còn về cấu trúc vết tích thì sao? Nó có phải là chứng cứ tiến hóa không? Quyển sách giáo khoa này dạy bọn trẻ rằng có người có phần ruột thừa. Phần ruột này chẳng cần thiết nữa. Đó là một vết tích. Và đó là chứng cứ tiến hóa. Đó thật sự là một chứng cứ tiến hóa ư? Hay đó là ý tưởng mà quý vị dùng khi quý vị cần một điều gì đó hay không cần một thứ gì đó? Đó sẽ là sự đối lập với tiến hóa. Nó đang đánh mất điều gì đó, chứ không phải đạt được gì thêm hơn. Vì vậy, cấu trúc vết tích không chứng minh được tiến hóa. Đó không phải là sự thật. Đó là điều được dựa trên niềm tin, phải không? Và chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa. Vì vậy chúng ta loại bỏ nó. Không có cơ quan vết tích nào ở đó cả. Thậm chí, nếu có các cơ quan vết tích đi nữa, thì đó sẽ là một sự đối lập với tiến hóa. Hãy xem điều này. Họ cho rằng con cá voi có xương chậu và xương đùi kể từ khi nó còn có thể bước đi dạo trên đất. Cái gì? Cá voi có một dấu vết xương chậu và mọi người, hãy xem điều này.
Hãy tưởng tượng là khi có mấy con cá đi trên bờ. Hãy tưởng tượng xem, cá voi đi bộ và vòng quanh thành phố. Đây chính là điều mà họ đang nói về phần khung chậu có vết tích và bào thai trong con cá voi. Chúng ta có trong bảo tàng một bộ xương sống cá voi. Đây là bộ xương được đem ra đây với tôi. Nó là bộ xương cá voi. Đó là một trong những bộ xương lưng của con cá voi. Đó là một trong những cái xương mà họ muốn lấy. Nó không cần nó nữa. Vì vậy tôi lấy nó đi. Đây là một cái xương. Hãy tưởng tượng con cá voi đi bộ trên mặt đất. Tôi sẽ phải tưởng tượng vậy. Cá voi đi vòng quanh. Tôi không nghĩ rằng điều đó biểu hiện cho thực tế. Sao không đứng lên nhỉ? Theo tiến hóa thì nó phải tự đứng lên chứ. Lạ thật. Quý vị có thể tưởng tượng ra một con cá voi bước đi lòng vòng không? Đây không phải là câu nói dựa trên sự thật. Những cái xương đó của con cá voi không liên quan gì đến việc đi trên cạn cả. Mấy cái xương đó thật sự là một số cơ bắp của nó để mà cá voi có thể sản sinh. Chúng giúp cho loài cá voi làm được như vậy. Vì vậy, các xương này không có liên quan gì với việc đi trên cạn, mà chúng liên quan đến việc sinh sản của cá con thôi. Đó không phải là chứng cứ tiến hóa. Quý vị có thể muốn dạy bọn trẻ rằng khung chậu của cá voi và bào thai cá là một cấu trúc vết tích khi chúng đi trên cạn. Nhưng đó là khoa học thực sự, một sự thật, hay là một sự lý giải dựa trên niềm tin? Đó là một phát biểu dựa trên niềm tin. Chúng ta chắc chắn rằng chúng ta không muốn thấy phát biểu dựa trên niềm tin nào cả trong sách giáo khoa. Ngoài ra, trong các sách giáo khoa, họ đã nói rất nhiều về điều này, gọi là biểu đồ nhánh. Đấy là loại biểu đồ mà họ cho bọn trẻ thấy tất cả những thứ khác nhau và có những đường nối. Các biểu đồ nhánh này trong sách chỉ khiến cho học sinh tin về thuyết tiến hóa. Các đường nối đó không biểu trưng cho thứ gì cả, ngoại trừ những gì đang diễn ra trong sự tưởng tượng của chúng. Đây là một cái biểu đồ của sự sống đặc trưng trong giáo khoa. Tất cả chúng ta đều có chung một tổ tiên. Đó là một ông cố tổ vi khuẩn. Vâng, đã có ngay từ thời xa xưa và trải qua hàng tỷ năm, con người xuất hiện từ con vi khuẩn và rồi dần dần hình thành theo các con đường nối kết trong các bức hình này. Họ đưa vào các sách giáo khoa những cây biểu đồ, cố gắng cho học sinh tin vào tiến hóa. Nhưng đó là một nhận định dựa trên sự thật, hay đó là một hình ảnh dựa trên niềm tin? Đó chỉ dựa trên niềm tin thôi. Chúng ta không muốn có niềm tin trong sách giáo khoa, và thật sự họ vẫn làm như vậy với tất cả các sách giáo khoa. Thế thì, vấn đề ở đây là gì? Chúng ta có nhiều niềm tin ở ngay đây. Nếu quý vị loại bỏ hết những nhận định dựa vào niềm tin đó ra khỏi sách giáo khoa, thì quý vị vẫn có rất nhiều chứng cứ khoa học, phải không? Nhiều người nói rằng, anh không thể loại tiến hóa ra khỏi sách khoa học được. Tiến hóa là nền tảng của khoa học. Không, nó không phải là nền tảng. Tiến hóa không liên quan gì đến khoa học hết. Nó là một thứ tôn giáo dựa vào niềm tin. Điều đó đã len lỏi vào trong sách giáo khoa khoa học. Nhưng nó không liên quan gì đến khoa học. Và tiến hóa là một tôn giáo hết sức nguy hiểm. Nó khiến cho con người ta làm nên rất nhiều chuyện kinh khủng. Bởi vì theo tiến hóa thì chẳng có gì đúng, chẳng có gì sai. Không hề có những chuẩn mực đạo đức chắc chắn. Quý vị có thể làm bất cứ điều gì quý vị muốn theo như tiến hóa nói vậy. Và sự thật là Satan đang sử dụng ý tưởng tiến hóa để lừa dối con người về những gì mà lời Chúa đã nói. Và nó sử dụng tiến hóa để đưa con người đi thẳng tới địa ngục. Đó là vấn đề. Tôi muốn quý vị nhận ra điều này. 75% học sinh trưởng thành trong một gia đình cơ đốc, đi học trường công và đại học công. Sau một năm ở đại học, 75% trong số đó từ bỏ đức tin và cơ đốc giáo. Chúng ta đang đánh mất 75%. Nó không phải là một thứ khoa học tốt đẹp gì hết. Nó đang tạo nên sự dối trá ẩn mình trong mớ lý thuyết. Nó đang tạo ra niềm tin, một thứ niềm tin mà khiến cho học sinh phải tin vào cái thứ tôn giáo tiến hóa hơn là một môn khoa học chân chính. Vậy thì tiến hóa dựa trên sự thật hay niềm tin? Tiến hóa được dựa trên niềm tin. Chính xác. Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi nói chuyện hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị ở buổi tiếp theo.